bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đại chiến mỹ nhân tuổi mão màn ảnh hoa ngữ 2023 chưa là diện quyết đè bẹp dàn tiểu hoa, ai về gặp ngay công chúa. Nhiều mỹ nhân tuổi mão tung ra dự án mạn nhãn trên màn ảnh hoa ngữ năm 2023 và đó là những ai. Màn ảnh hoa ngữ 2023 đánh dấu sự trở lại của nhiều mỹ nhân tuổi mão, trong đó có đến tận ba nàng tiểu hoa hàng đầu cùng sinh năm 1987 Mặt khác, lúa 1999 cũng có nhiều động thái đang chú ý không kém, hứa hẹn không chịu thua đàn chị trong thời gian tới. Lưu Thi Thi Đã lâu rồi khán giả mới được chiêm ngưỡng Lưu Thi Thi khóe sắc trong vai diện mới, là một trong ba tiểu hoa hàng đầu sinh năm 1987. Lưu Thi Thi hứa hẹn sẽ gây sốt trong phim của trang mới Nhất Niệm Quan Sơn. Vừa qua, loạt hình ảnh mà không y của cô đã gây sốt mạng xã hội và với phần kịch bản gốc đầy bí ẩn, Nhất Niệm Quan Sơn được dự đoán sẽ đưa mỹ nhân tuổi mèo này tái xuất mạnh mẽ. Lưu Dược Phi đi đến nơi còi gió là phát súng đầu tiên của Lưu Dược Phi trong năm 2023 và phim đã có những thành tích khá ổn khi chiếu trên CCTV 8. Chưa dừng lại ở đó, thần tiên tỵ tỵ của Xí Biết vẫn đang ấp ủ nhiều dự án mật và với danh tiếng quốc dân sẵn có, đại mỹ nhân nước tiếng này sẽ không để khán giả phải thất vọng. Vương Sợi Nhiên, Lưu Dược Phi trở lại để đối đầu dàn Tiệu Hoa sinh năm 1987 thì bạn sao của cô cũng không bỏ qua cơ hội. Vương sợ Nhiên mỹ nhân được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới được dự đoán sẽ bùng nổ khi một dự án khói lửa nhân gian của tôi đóng cùng Dương Dương lên sóng. Màn kết hợp cấp đôi visual này rất có thể sẽ còn bùng nổ hơn cả lần hợp tác trước đó của Tràn Định Lưu cùng Địch Lệ Nhật Ba. Triệu Lệ Dĩnh nhắc đến mỹ nhân tuổi mèo của Cibit thì không thể thiếu Triệu Lệ Dĩnh đối thủ mà bất cứ ai cũng muốn vượt qua sau một năm 2022 đại thành công, địa vị của nàng Sợ Kiều tiếp tục tăng cao và sẽ còn chạm đến định cao mới với dự án của Trang Dự Phượng Hành. Màn tái hợp được bàn tán cùng Lâm Canh Tân này sẽ là cửa ải lớn khiến các tiểu hoa khác dè chừng trong cuộc chiến tiên hiệp năm 2023. Trương Tịnh Nghi Cuối cùng là cái tên đang tạo thiện cảm diện rộng gần đây, Trương Tịnh Nghi, ghi điểm tuyệt đối với vai công chúa Chu Vận trong chiếc bật lửa và vai công chúa. Trương Tịnh Nghi được dự đoán sẽ vươn xa trong năm nay như nhận xuất ổn, cùng với sự nâng đỡ của Châu Tấn. Ngoài ra cô còn là cái tên nữ tiểu hoa hiếm hoi chinh chiến phòng vé Tết năm nay khi góp mặt trong siêu phẩm vô danh cùng thầy Châu Tấn, Lương Triều Vĩ và Vương Nhất Bác nếu vô danh ghi dấu ấn thành tích phòng vé ấn tượng. Thành danh của Trương Tịnh Nghi sẽ được giúp ích rất nhiều đấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.